Mời các bạn cùng theo dõi một phôi ruồi bám đá. Vậy thì với phôi ruồi này, chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào và cách ươm mủ như thế nào? Thì xin được chia sẻ và trình bày cùng các bạn. Thứ nhất, đây là một cái dòng đá cứng nhưng đá giòn, và đặc biệt trong các cái điểm hở và điểm kẽ của nó thì các bạn có thể nhận thấy đây là những cái điểm rễ tơ mà trong quá trình ăn nó đã liền. Đây không phải là đá hoa cương và nó cũng không phải là đá liền khối. Các bạn có nhìn thấy, là rất nhiều những cái điểm rễ ăn xuống, và đặc biệt khi chúng ta nhìn như thế này. Thế thì nếu như mà đã được trình bày với các bạn rất nhiều là đối với mỗi một cái phôi ruồi thì chúng ta đều có các cái xử lý và cái cách đưa nó lên một cái hướng, một cái thế và một cái dáng theo cái sở thích của chúng ta. Ví dụ như phôi ruồi này, chúng ta có thể chơi theo kiểu là cả một cái, ta cứ tạm gọi là cả một cái cụm đá để có một cái điểm nhô của thân ruồi này lên, và chúng ta sẽ xây dựng tàn tán tạo thành một cái tác phẩm bonsai. Thế nhưng mà đối với cá nhân của tôi thì tôi lại có một cái hướng để xây dựng theo một cái cách khác, và xin được trình bày với các bạn để xem nó có hợp lý hay không hợp lý. Ví dụ có một phôi ruồi như thế này mà để như thế này thì chúng ta sẽ cảm nhận được cả độ đẹp của đá, các điểm nhè, các điểm hở, cũng như các cái điểm hang hốc để dẫn đến toàn bộ phần của bệ phôi ruồi này. Thế nhưng nếu như chúng ta lật ngược lại như thế này, cũng sẽ là một cách và một cái ý tưởng để chúng ta xây dựng. Và nếu như chúng ta làm như thế này cũng là một cái cách và cũng là một cái hướng để chúng ta xây dựng cho tác phẩm của mình sau này. Và khi đặt đến như thế này thì cũng là cái hướng mà tôi đã xác định và ưu ghi cái cảnh phục quản xác định là xây dựng cho phôi ruồi này, vì nó cũng vẫn trô được hết các cái điểm đá. Mặt sau này toàn đá các bạn nhé, vẫn trô được điểm đá, vẫn nhìn được những cái đường nét chạy của đá, và nó vẫn thể hiện được rõ là khoe các cái điểm trô cần thiết của phôi, cũng như là các cái đường chạy của rễ, và đặc biệt là những cái điểm rễ này. Thế thì ta bàn với nhau và ta dừng lại ở điểm đó là dựng phôi ruồi, tức là ta dựng phôi ban đầu. Đây là cái nội dung thứ nhất mà tôi nghĩ rằng là các bạn cũng sẽ quan tâm khi một cái phôi mà chúng ta sẽ định hình cho nó. Và đây chính là cái hướng cuối cùng YouTube cái cảnh phục quản sẽ tiến hành dựng nó. Xin được trao đổi lại với các bạn là cá nhân tôi thì chưa được học mỹ thuật một ngày nào, mà làm chỉ là theo cảm nhận của cá nhân. Vì vậy vấn đề này là tôi xin bạn phép là tôi không được bàn thêm. Như vậy thì tôi sẽ xây dựng ý tưởng là dựng cái phôi này theo hướng này, và cá nhân tôi sẽ xây dựng nó. Còn toàn bộ những cái điểm ngậm trong đá thì các bạn đã được xem, và kể cả ở vị trí này các bạn có thể nhận thấy là các cái đầu rễ, và đây chính là những cái điểm mà chúng ta có thể xử lý để rễ tiếp tục buông xuống hoặc là nảy mầm. Những chỗ này sẽ hơi khó nảy mầm nhưng có thể nảy mầm được. Vậy thì bây giờ xây dựng cái tác phẩm này như thế nào, trên chậu và ươm mủ như thế nào, thì mời các bạn tiếp tục đến với cái phần thứ hai, đó là phần ươm mủ. Với cái điều kiện cho phép, đó là một cái chậu elip như này, thì tôi lại được xin trình bày với các bạn, đó là việc mà không có lỗ các bạn nhé. Đây là cái mà nó không có cái lỗ thoát nước. Vậy thì tại sao nó lại là cái không có thoát nước mà tôi quay cho các bạn? Nó liên quan đến một chút nữa về mặt kỹ thuật. Sau khi chỉnh sửa xong thì tôi sẽ trình bày với các bạn. Vậy thì đây chính là cái hướng mà trồng phôi ruồi này được giới thiệu với các bạn. Và bây giờ là cách thức trồng như thế nào thì xin mời các bạn theo dõi trực tiếp. Đây là toàn bộ chất trồng tôi đã chuẩn bị cho phôi ruồi này. Nó gồm có đất,
và vỏ trấu được hun. Cho nên là các bạn có thể nhìn đây là các bạn không nhìn thấy cái vỏ trấu bị hun, vì vỏ trấu bị hun nó thường bị đen. Nhưng mà khi trộn và có nước như này rồi thì không còn nữa. Nhưng đây tôi nghĩ rằng là đối với cá nhân tôi, đó là một cái chất trồng tốt nhất đúng với phôi và dành cho những cái phôi mới ban đầu khi trồng trực tiếp. Vâng, như vậy là vừa rồi là toàn bộ những cái thao tác khi tôi lên cái phôi này và tôi vào chậu trồng. Rất nhiều bạn hỏi là lý do gì để vào chậu trồng, thì ít nhất như ngay từ lúc ban đầu tôi đã giới thiệu với các bạn. Thứ hai nữa là nhiều bạn hỏi là như thế này đã được chưa, thì thực chất và đối với lại dòng đá này và viên đá này và đặc biệt là với phôi này thì là được rồi. Chúng ta sẽ xử lý một vài cái kỹ thuật nữa thì sẽ là ổn định. Còn tại sao là ổn định thì tôi, như tôi đã trình bày với các bạn, đây là một cái loại đá mà nó không phải là đá liền khối. Giữa nhờ liên kết cái đá này nó còn có cái khoảng không để đất bám vào, và các khoảng không này thì đều xen kẽ toàn bộ cái phần rễ dưới đã ăn, cái rễ chính đã ăn đây, các bạn có thể nhìn thấy. Và chính rễ này ăn thì nó có rất nhiều rễ tơ bên cạnh. Vì vậy cho nên đối với viên đá này, chúng ta chỉ cần bảo đảm nó là nước được đều và ổn định độ ẩm của nó thì phôi dưới này sống một cách bình thường. Thế nhưng ở đây thì để đã hứa với các bạn là 100% phôi này sống thì tôi sẽ phải có những cái thủ thuật, hay nói một khác đó là cái kỹ thuật cơ bản nhất, đó là toàn bộ hệ thống như thế này là những điểm rễ cần phải được bảo vệ và cần phải được trợ giúp, đó là từ ẩm và từ thức ăn từ đất. Nên toàn bộ hệ thống này tôi sẽ tiến hành xử lý thật kỹ để giúp cho phôi dưới này bảo đảm sống được 100%. Và như ban đầu nói, sau khi ươm ủ phôi dưới này đến một thời điểm cụ thể được giới thiệu lại với các bạn trên tinh thần đó là phôi dưới đã sống, cũng rất đơn giản là chúng ta sẽ tiến hành sử dụng đất bịt kín cho phần này để tạo điều kiện cho bộ rễ phát triển. Và đây cũng chính là một cái cần nhất lúc này để nuôi dưỡng phôi sống mà chúng ta không tiến hành ủ phôi. Đây gọi là trồng trực tiếp các bạn nhé. Đây gọi là chương trình trồng trực tiếp để bảo đảm phôi vẫn sống một cách bình thường. Và rõ ràng là các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái đầu rễ bị cắt cụt, phải không ạ? Và chúng ta cũng vẫn phải tiến hành bịt kín nó vào. Để làm gì? Để vừa tạo độ ẩm, vừa tạo độ kích thích đối với điểm đầu rễ này để giúp cho cây ra rễ phát triển. Như giới thiệu với các bạn ngay từ đầu, đó là một cái điểm rễ trô nằm ở ngang thân đá. Và cũng tương tự như vậy, với kỹ thuật thì chúng ta nên tạo điều kiện cho chỗ này phát triển một cách tốt nhất. Nếu như một điểm rễ bình thường thì chúng ta phải dùng sơ dừa hoặc cát ủ. Nhưng ở điểm rễ này, đó là điểm có rất nhiều rễ tơ, vậy thì chúng ta cũng không nhất thiết phải dùng cát, mà chúng ta sẽ dùng trực tiếp đất trồng. Chúng ta ủ cho phôi và cho điểm rễ này để tạo điều kiện cho rễ tơ phát triển. Và trên cái điều kiện rễ tơ phát triển sẽ kéo điểm này là điểm tiếp tục mọc rễ để nuôi cây. Phôi dưới này sau khi đã được đưa lên chậu chỉnh sửa như thế này thì chúng ta vẫn phải sử dụng đến nước để chúng ta tạo ra một cái độ ẩm nhất định ban đầu. Các bạn chú ý nhé, độ ẩm nhất định ban đầu để giúp cho phôi có được cái quá trình phục hồi và trở thành một cái điều kiện để phát triển toàn bộ hệ thống bệ rễ
Thì đây các bạn có thể nhìn thấy là tôi sử dụng nước tưới rất nhẹ như thế này để bảo đảm đúng vừa đủ, tránh trường hợp là ngập tràn trên mặt chậu và thừa nước. Mà đã thừa nước thì các bạn đã biết như tôi đã trình bày, đó là sinh ra cái hiện tượng mà nó bị thối rễ, nó bị thối rễ. Mà đã thối rễ rồi thì chắc các bạn cũng biết là không có một cây nào phát triển được. Đó. Đây là cái đầu tiên xin được chia sẻ và trình bày với các bạn. Thứ hai là khi đã xử lý xong cái yếu tố kỹ thuật thứ nhất, đó là chúng ta sử dụng nước, chúng ta phun đều ẩm cho cái này, thì việc chúng ta giữ được độ ẩm là điều quan trọng nhất. Và đối với việc giữ ẩm ở đây thì có rất nhiều cách giữ ẩm, nhưng đối với YouTube cây cảnh của Quảng thì việc giữ ẩm đơn giản nhất đó là việc chúng ta đóng nó vào một cái túi ni lông. Nó không được tuyệt đối như môi trường chân không, nhưng nó cũng sẽ bảo đảm là ổn định nhất. Và với một cái lượng nước mà chúng ta tiếp cho phôi như thế này vừa đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là trong rất nhiều ngày chúng ta không cần phải tưới mà vẫn bảo đảm được cái độ ẩm cần thiết giúp cho phôi hồi sinh và phát triển. Thì đây là một trong những cái mà xin được trao đổi với các bạn và tôi cũng sẽ thực hiện ngay. Đó là với một cái túi ni lông như này thì tôi sẽ xử lý cho phôi. Vâng, rất đơn giản thôi, thì các bạn có thể thấy là tôi đã ủ gọn phôi trong một cái túi ni lông bịt kín. Và đặc biệt là trong cái thời tiết se lạnh như này thì đây chính là một trong những cái bảo đảm tốt nhất về mặt cái khoảng không ổn định cho phôi phát triển, và đồng thời cũng là một cái cách tốt nhất để tôi giữ lại toàn bộ cái độ ẩm đối với phôi này khi tôi đã tưới nước. Và khẳng định với các bạn là đối với phôi dưới này thì tôi không cần phải tưới nước lần thứ hai. Hay nói một khác, đó là lần sau khi tôi mở được phôi dưới này ra, tôi đã có thể khoe được với các bạn đó là mầm tay cành của phôi dưới này phát triển. Đây là toàn bộ những kiến thức thực tiễn của tôi đã từng làm, xin được chia sẻ với các bạn. Và trong quá trình làm, có vấn đề gì các bạn thấy thắc mắc hoặc là các bạn cần trao đổi, xin được đóng góp thông qua YouTube cây cảnh phủ quả và thông qua trang.